Và xin chào các mọi người. Thì hôm nay lại có dịp được lại xin giới thiệu lại với mọi người một cái thảo dược rất chi là quý hiếm, có tên là thất diệp nhất chi hoa. Ở đây cái cụm từ là thất diệp nhất chi hoa nó nói lên là cái cây này là nó có 7 cái lá và ra được một hoa mọi người nhé. Đấy, chúng ta gọi là thất diệp nhất chi hoa, người ta gọi là củ rắn cắn. Vì sao người ta gọi của dân cắn, bởi vì là cái trong cái dược tính của cái củ thất diệp này ấy, thì là nó có tác dụng là hút lọc độc rắn cắn. Có nghĩa là khi mà bạn bị rắn cắn thì có thể cắt một đốt đây, sau đó là mình đem đắp vào cái vết thương mà bị rắn cắn thì nó sẽ hút được lọc độc ra. Và cái này nó không phải là một cái truyền miệng nhau gì cả, mà nó đang là một công dụng thực sự hết sức là kỳ diệu của là cây này. Ngoài ra thì nó còn có những công dụng về hỗ trợ về điều trị ung thư, chống viêm nhiễm rất chi là tốt và được bài chế trong rất nhiều các loại thuốc quý hiếm, gọi là thuốc gọi là thuốc dành cho những người gọi là có tiền, thực sự có tiền thì mới dùng được loại này. Và cũng trong đông y hiện đại thì cũng đang sử dụng rất nhiều loại này. Thì hôm nay thì mình lại được giới thiệu mọi người về loại thảo dược này và cũng rất chi là gọi là may mắn vì mình đang sở hữu hai một củ rất chi là khủng, đó là hai củ thất diệp nặng 1 cân 8 một củ, và số đốt của nó đang là một củ nó rơi vào khoảng tầm 24 và một củ nó rơi vào khoảng 30 đốt, thì tương đương là với là số 5 của nó. Cái thất diệp này thì nó lại giống thằng Ngọc Linh như ở trên này, như có đây là cứ 1 năm nó ra một đốt, thành ra là hai củ này giá trị nó rất chi là giá trị mọi người nhé. Đấy, và mình lại còn làm mình nữa, quan trọng là mình lại còn có thể lấy được cả nguyên lá của nó nữa. Đấy, rất chi là đẹp. Thì mọi người nếu mà có nhu cầu về củ thất diệp như này thì là có thể liên hệ mình trước để mình thể báo giá mọi người và săn hàng. Với những hàng khủng như này thì phải săn rồi, còn đối với những cái hàng nhỏ thì là mình sẽ gần như là nó sẽ có nhiều hơn là so với hàng như này. Thì anh chị em có nhu cầu về tìm những củ thất diệp này về chơi trưng và hoặc là chữa bệnh thì thực sự là đang rất nhiều, là thầy thuốc cũng đang săn tìm những củ như này, thì có thể liên hệ với mình trực tiếp để đặt hàng. Vâng, thì cũng là một cái clip được để được mọi người giới thiệu để biết đến loại thảo dược vô cùng quý hiếm này và cũng như là và biết đến công dụng của nó. Và rất cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube của bên đặc sản Ma 65. Thì mọi người có nhu cầu về những thảo dược quý hiếm khác nữa thì có thể liên hệ với bên mình. Mình cũng đã có giới thiệu qua trong cuối video một số loại thảo dược. Và các bạn có thể vào kênh trên kênh YouTube để có thể xem được nhiều clip để giới thiệu về những thảo dược quý cũng như là cách dùng công dụng và tư vấn những cái vấn đề mà liên quan đến những loại thảo dược đấy. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi clip. Mọi người nhớ đăng ký kênh của bên mình nhé để có thể nhận được nhiều clip mới trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.